Chào tất cả anh em, mình là Tài Ba Độ. Hôm nay mình làm clip để giới thiệu về cái dàn đèn LED cho xe của mình. Thì như đã hứa ấy, mình sẽ làm một clip về lên đồ chơi thêm cho con xe này. Thì hôm nay mình đã lên dàn đèn. Thì dàn đèn này thì có nhãn hiệu là hàng Tun. Thì tất cả dàn đèn của mình tất cả đều là hàng Tun hết, một hiệu mà thôi. Thì dàn đèn này thì mình độ lên ấy, mình cảm thấy đôi chút ức chế về những cái comment. Nói tóm lại là kiểu như kiểu chỉ trích về mình. Tại vì mình đăng lên Facebook ấy và đăng lên một vài chỗ khác thì người ta nói là độ như thế này đi có ảnh hưởng người khác không, đi mấy thằng độ đèn nhiều đi rất vô ý thức này nọ. Nhưng không phải như thế, tại vì mình độ đèn này thực ra chỉ cần một cái led 3 ở trên kia thôi thì đã thừa đủ độ sáng để chiếu sáng ra rồi. Nhưng mà mình độ thêm nhờ đèn này nữa thì mang tính chất là trang trí mà thôi. Tất nhiên là bật sẽ là sáng tất luôn, nhưng mà mình mang tính chất là trang trí cho nó hầm mối cho đẹp hơn thôi. Thì bình thường ấy, mình đi bình thường ấy thì mình sẽ chỉ bật đèn gầm này và cộng 3 cái đèn này, có là mình sẽ đấu sang một tổng, 3 cái đèn này đấu sang một tổng. Thì đi đường sáng, đi đường nó hơi có độ sáng một chút thì là mình sẽ bật tổng cái dàn đèn ở dưới này. Thì đủ cung cấp độ sáng để mình đi rồi. Còn đi vào chỗ hơi tối một chút nữa thì mình sẽ bật tất cả dàn này lên. Thì tất cái dàn đèn này lên mình không phải là chỉnh chốc lên trời. Mình sẽ chỉnh cho nó bám là từ mặt đất thôi, chứ mình không chốc lên trời cả đèn ba kia thế. Mình không hề cho đi ra quá xa để ảnh hưởng đến người khác. Thì qua mình độ đèn như thế nào để cho nó thứ nhất là thẩm mỹ, cái thứ hai là cách mình dùng như thế nào để cho nó đỡ ảnh hưởng đến người khác, đấy là do ý thức của từng người, chứ không liên quan gì đến ông nào độ đèn đi cũng bật hết lên đâu. Đấy là do ý thức từng người mà thôi. Em có thể quay gần đây là tất cả led tun anh em nhé, tất cả đều là led tun. Và một điểm khác nữa thì chắc là nếu mà không nói thì anh em sẽ không biết được là cái đèn pha này của mình này, mình đã đi sơn. Bình thường á, các anh em mà đi hay đi dán màu đen vào ấy thì mình không đi dán anh em nhá. Đây là mình sơn luôn. Sơn thứ nhất là nhìn nó có chiều sâu. Cái thứ hai nó rất bóng. Cái thứ ba là đi có nhiệt vào. Anh em biết là bật đèn lên nhiệt vào nó rất cao. Thì khi mà dán ấy, nếu mà dán phim ấy thì là đi một thời gian nó sẽ bong tróc hết ra, nhìn rất xấu. Thì sơn này vào thì cái nhược điểm của nó là giảm độ sáng đi. Nhưng mà mình nhược điểm đấy thì mình đã xử lý bằng dàn đèn ở đây rồi thì ok. Nhưng mà anh em nhìn lại cái clip trước mình đăng lên ấy, thì sẽ ngầu hơn rất nhiều luôn. Nó sẽ ăn nhập hoàn toàn với cái xe của mình. Nó không phải đen hẳn đâu, nó chỉ là đen màu hơi màu khói mà thôi, nhìn rất đẹp. Và đằng sau nữa này, đây bình thường thì là ở đây anh em nhé, đây là sơn, mình sẽ sơn màu đen đậm hơn rất nhiều. Thì bình thường là cái đèn hậu này thì mình không ưng nhất ở cái đèn hậu của con Avara này. Nó thiết kế cái kiểu cái chữ C nó vào trong này nhìn nó không hợp lý. Chứ bình thường như cả Ford Ranger thì nó sẽ ấy ở đây thôi, là nó đều ấy, nó không được đều cho lắm. Mình không khoái cái đèn hậu này. Chính vì như thế thì mình đã đi sơn màu đen. Thì anh em nhìn ra như kiểu là một mảng luôn. Nhìn nó không quá lộ ra. Đây nhìn từ sau lên này. Đấy thì nhìn tổng thể cái chiếc xe thì nó ăn nhập vào rất đẹp. Nó lì hơn rất nhiều, xe đẹp hơn rất nhiều. Mình thì chưa có thời gian lên bô anh em nhá. Chưa có thời gian lên bô nên là mình chưa độ được. Mình làm cái dàn đèn kia đã mất vào tầm 2 ngày rồi. Hôm nay là ngày thứ 2 mà hôm qua mình cũng đã đăng ảnh lên rồi. Nhưng mà là chưa xong hẳn, thực ra chỉ lắp ráp lên thôi, còn đèn đóm chưa xong hẳn. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip của mình nhá.